Thưa quý vị, giá cổ phiếu một công ty thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Donald Trump vừa lao dốc mạnh trong phiên giao dịch vào ngày 1 tháng 4, sau khi công ty này báo cáo doanh thu khiêm tốn cùng khoản lỗ lớn trong năm 2023. Giá cổ phiếu tập đoàn Trump & Media Technology Group giảm 21% xuống còn 48,66 đô la Mỹ một cổ phiếu vào ngày 1 tháng 4 theo giờ địa phương, so với mức 49,95 đô la Mỹ của tuần trước. Do đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cổ đông chính của Trump Media, chứng kiến tài sản giảm hơn 1 tỷ đô la. Theo thống kê của Bloomberg, ông Trump hiện sở hữu tài sản ròng khoảng 6,43 tỷ đô la Mỹ. Và không chỉ vậy, doanh thu trong quý 4 của năm 2023 còn giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ còn 751.500 đô la Mỹ. Đó không phải là điều mà các nhà đầu tư muốn thấy từ bất kỳ công ty khởi nghiệp nào, đặc biệt là những công ty được định giá ở mức này. Theo ngân hàng Renaissance Capital, trụ sở chính tại Anh, dù Trump Media đang thua lỗ và có doanh thu ít ỏi, Phố Wall vẫn định giá công ty này lên tới 11 tỷ đô la Mỹ dựa trên giá đóng cửa cổ phiếu hôm 29 tháng 3. Và đến chiều 1 tháng 4 thì mức giá đó đã giảm xuống còn khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ.